Đồ Gỗ Điền xin kính chào quý khách. Hôm nay là 28 tháng 5 năm 2016. Và clip này là chúng tôi đang quay lại cái hoạt động của xưởng sản xuất của Đồ Gỗ Điền sáng nay. Hiện nay chúng tôi đang hoàn thiện 3 chiếc sập cẩm lai một lá. Trong đó có một chiếc là một mặt rộng 1m95 x 2m51. Còn hai chiếc là 1m8 x 2m2. Thì chưa làm thủ công nhưng mà cũng có những máy móc hỗ trợ để đảm bảo cái độ thẳng tối đa. Và bên này là chúng tôi đang chỉnh trang chiếc một cái bàn thờ để chuẩn bị mang đi Phú Thọ cho một khách hàng thân quen. Đây, chúng tôi bên này là sập cẩm lai đang làm giỏ giang đây. Còn bên trong này vẫn đang bày rất là nhiều các cái bàn thờ. Trong đó có một chiếc bàn thờ là chân 12 là của cháu Nghĩa ở Phú Thọ. Còn thì đây là hai cái cặp bàn thờ 1m75. Cái này đợt trước chúng tôi cũng bán mấy cặp rồi hết, rồi bây giờ đang làm tiếp. Còn đây là mấy cái dạ của sập cẩm lai. Đây là hai chiếc giường gỗ mun một khách hàng quen đã đăng ký rồi, và hôm nay chúng tôi đang đi vào hoàn thiện. Mới hôm qua là chọc các cái lỗ này nhăn chín hết rồi. Và phía góc bên này thì một bác thợ giàng rồi cũng đang làm nhắn một cái cuốn thư của đôi câu đối theo cái chỉ định của một khách hàng cũng mới gọi điện rồi sáng nay. Đây là cuốn thư Long Hóa. Quay sang đây lại nhìn thấy sập cẩm lai. Bởi vì ba chiếc sập cẩm lai thì tổng cộng tất cả là 12 cái chân và cũng là 12 cái dạ luôn, rất là nhiều. Phía sâu bên trong quý vị nhìn thấy có chữ Đồ Gỗ Đức Hiền đỏ đỏ phía xa kia. Thỉnh thoảng chúng tôi phải quay lại hình ảnh của xưởng, bởi vì là trong khi đang hoàn thiện cho khách nhưng mà cùng một lúc nhiều khách hàng đặt cho nên cũng không thể xong ngay được. Thì khách ở xa lại cứ nóng ruột, cứ lo là chúng tôi hay là chưa làm đến. Bên kia là khu B của chúng tôi. Ở bên này là khu A có 6 tầng. Nằm tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và số điện thoại là 0984 666 999. Quý vị cũng có thể truy cập vào Facebook của chúng tôi là Đồ Gỗ Đức Hiền và kèm với số điện thoại mới nhắc ở trên. Đức Hiền xin cảm ơn. Và sau khi dừng máy quay thì tôi lại chuẩn bị là lên xe để chở hàng đi ra cái khu vực xưởng phun của chúng tôi. Ở Đồ Gỗ Đức Hiền không có ai sản xuất, không có ai là người làm gián tiếp cả. Trực tiếp tôi là chủ cơ sở, cũng là người trực tiếp làm luôn. Và bây giờ chuẩn bị đặt tay ở vô lăng rồi, cho nên cũng xin tạm biệt quý khách tại đây.